Hi guys, as you know by now, our family is on a wonderful journey making live interviews of inspiring people in Cambodia. Thank you to all our friends and fans for their encouraging messages and for seeing through the paintings we made. It is such a reward to have beautiful subjects to paint. Today's subject is actually a painter, and no less than our legendary Cambodian artist, Chim Sothi. I'm surprised. He speaks French even better than me. Comment ça se fait que tu parles français? Je suis allé souvent en France. Bà tới nhận nhọp từ từ Paris, từ Ô Sư de la France, Carcassonne, Montpellier, Toulouse, Expo. Cái hạt thà exposition retrospective, nè, và rồi xa dương chụp một trang từ bên tờ máu. Hai mình phải nơi nơi rồi có mấy bạn chợ này. Kẻ xa mau tinh rút hai chân nhắm phật xẻ liền một cái prai pro hôn. Chúng ngài kia mau rồi có mấy suy thi ta lừa to một phần vòng so. Wow, nè. Ông Sothi est vraiment un bon vivant. Je me demande comment c'est la maison d'un peintre. Ong Sothi, tu nous fais visiter ta maison. Thật ra, trong niềm chưa sợ bà có miền rộng sở lãnh tu tư tưởng ơn. Mình thả sản đại sở bà bạc luôn, sau bây là bà bà đại bà 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 chí chân khmai dương, bà 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 cái hạt thà tên tật trái và tên tật trái nó cứ ca sớm mai xuống cung bên dùng có đôi chia sớm mai luôn nó cứ miền ca prau tràn đã tật trái nó đã tật trái nó cái tên tật trái và cầm rõ miền tên với sớm mai là cái miền thừa tiệt tế anh ấy quạt chặt tung chia và tịnh cái phan sớm mai cõi mùi nữa và tịnh phan mùi này càng xong phải ra prau prau nó phải này càng cả thà ethnology và này ca prau prau ca luôn nữa bỏ bỏ được đấy tính ảo ta là bỏ dương mình tha là bỏ chuyện sa na tí bỏ là chuyện sa na đại sản phẩm á và trở là việc chân là việc ấy cái đó ấy nữa và dương cho ta sở lãnh cứ tha mà nước nhẹ bạc máu đồng nặng ở sạch na ba khi lên cái thơ chữ chơ nó cái thơ chữ chơ 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 về miền phổ chơ tiết chơ na đại thơ lử. Oh là là, il connaît les détails de chacun de ces objets. Đại cái sa, đại sản phẩm là này này được không? Và trong 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 sự phơi sự lạnh sự phơi á và nè và nó chưa ra nó sự phơi hay sự phơi chán sự phơi sờ lạp nè và sự phơi sờ lạp sự phơi bắp thoa nè sự phơi tẹo to nè akio tẹo to nè architecture tẹo to nè fine art những nè phía trên nè nè bây giờ tính mất bây giờ riêng từ ấp sờ lạp bây giờ vì cái hạt ong xóm á về ruộng mình đi ruộng trong cả nơi bị khmer đấy và chín năm thoát phải chín năm chặt sập ram chặt chặt buồn chặt bay vậy đó và nó sum đấy sum đã bàn tay và dừng tay cái đá và tay cái đá trong hói đặt tay đang bấm nữa bàn tay và hai dừng cột bấm nữa mà tụi bạn dùng ngụm á và cái đá mà sắt từ qua tít đầm bơm đầm bảy đánh máu ấy đang bao nhiêu đoạn người ta chân duôn là bạn ở chỗ sọc đó á và thầm đá nó cái hai thằng smart đó và chỉ là spawn nó cái smart đó smart nó cái thừa bung của muốn hay cái đốt và cái đốt bên trong lò khi cái tang bị bó nhưng chạm vào đòn thác chấm thọp khơi cái chấm bảy sập chiêng bước trong cho đi là chấn án nó chấm năm bảy sập ram chẳng kru cha cha nơi chấn án nữa cả nó ba chấm năm bảy sập ram chụp chỗ chấm bang riêng chỉ mới kru cha cha chấn án tên nữa ba cú chan lại hên cú ấy ấy nâng cú ba cú sẵn cú thọp ở ba riêng mà quát tại thọp khơi quát quát chi cái thằng phật cha kru là thì nó chẳng việc bang khơi dừng bước trong sạn nơi sờ lá. C'est décidément un grand collectionneur. Từng rút chấm lại rốt co sờ lại đây bởi vì chia sẻ đây sờ lại và mình chạm bạch thà chấm lại số khăm ai như thế đó và bởi vì chia sẻ đây sờ lại đây mình được bàn phơi nít spawn và nít và nít cái nò và cái nò cha dụ chương phải chương hội cho nam ấy và khang nó rút nó ấy rút bò mẹ cả ra những tờ nít mình sọc lên đó là sờ đại thư quạt khác của quạt sầm đây là call to lại quạt phương một mọc tiền chẳng nhưng chỉ là chui và promote á lực cũng buộc quạt chỉ tinh chạy chẳng mắt á và cũng sọc ní áp sara ní và đại dương cầm rõ khơi mà sạc đại chrome quạt chrome khang bảy xó
បាទតំបន់ព្រៃសរគឺតំបន់ដែលធ្វើស្មិតច្រើនណាខាងព្រៃសរយើងបាទដាក់ជាអនុសាវរីយ៍គាត់នឹកឃើញថាស្បែកនេះមកពីក្រមលោកគ្រូទីជាតិណាJe commence à comprendre. Chaque objet a une histoire. Chaque objet le rappelle l'artiste.